Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em lại lên một siêu phẩm cho các bác xem nha. Trước tiên thì em vẫn cạo lông bình thường mọi người nha. Cạo lông sạch sẽ, xong rồi mình mới lấy dây tai. Mọi người thấy không ạ? Dây tai nó bít lỗ tai rồi. Và hôm nay em có sử dụng một cái cây trong bộ lấy dây tai á. Mà nếu mọi người xem cái video của em thì chưa có cái video nào em sử dụng cái cây này cả. Và cái cây này được gọi là cây càng cua mọi người ạ. Đấy, trước tiên thì em cứ nạy hết đã. Sử dụng cây nạy, nạy hết xung quanh. Đấy. Xong rồi em sẽ sử dụng cây gắp. Em kẹp lại, kẹp cho nó mỏng ở giữa lại mọi người. Để khi mà mình đút cây càng cua vào á, mình vặn nó dễ hơn. Cái giấy này thì khá là dai nha. Nếu mà mọi người muốn sử dụng cây càng cua á, thì cái giấy nó phải dai cơ. Nếu mà giấy mềm á, thì sử dụng cây càng cua không